Vâng, Xuân Hùng Ô Tô xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì em Xuân Hùng lại về cho các bác một chiếc xe Captiva đời 2008 và số sàn, máy xăng các bác nhé. Và chiếc xe này bên em đang bán với giá là 230 triệu đồng. Giá là 230 triệu đồng với một chiếc Captiva số sàn, máy xăng. Và một chiếc này là xe tư nhân về Hà Nội các bác nhé. Xe thì nguyên vẹn luôn, về cái form dáng thì rất là nguyên. Cái dòng Captiva này thì cầm cao mấy thoáng rồi, chỉ mỗi tội là ăn xăng thôi. Chính vậy là nó mới rẻ các bác nhá, chỉ có hơn 200 triệu một chiếc Captiva máy xăng, số sàn máy 2.4. Máy 2.4 các bác nhá. Ở với cái dòng Captiva này thì cũng khá nhiều người ưu chuộng bởi vì nó là cái form rất là đẹp. Form dáng SUV, nó như cái xem xe tiền tỷ vậy. Dòng này thì nó có cả máy dầu các bác nhá. Và đặc biệt thì máy dầu nó là máy 2.0 thôi. Nhưng chiếc này là chiếc máy 2.4 và máy xăng. À, vâng ạ, bên em vâng, và Xuân Hùng đang bán xe tại địa chỉ 59 đường An Định nhé, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Các bác đã có nhu cầu mua xe thì cứ đến với em bên trong thành phố Hải Dương, đến 59 đường An Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương các bác nhé. Và em đang quay chi tiết chiếc xe Captiva cho các bác xem. Vâng, một chiếc Captiva số sàn đời 2008 bên em đang bán với giá là 230 triệu đồng. 230 triệu đồng thôi. Các bác là có nhu cầu mua thì hãy thương lượng giá nhé. Và cái giá đưa ra đây là một cái giá gọi là em tham khảo để bán. Còn nếu các bác làm khéo trả giá hoặc là nhiệt tình nữa thì em vẫn có thể bớt cho các bác được. Các bác nhá, vẫn thể bớt cho các bác được nữa. Ngay sau đây thì em sẽ cho các bác xem sâu hơn về nội thất ở bên trong. Một chiếc Captiva thì nội thất nó khá đẹp, nó là nội thất màu vàng kem trộn với cái màu ghi đen này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Keo chỉ thì em bảo cho các bác là gần như còn nguyên zin hết. Từ các cái nút đinh nhà máy này cũng còn nguyên zin này, tất cả nguyên zin hết nhá các bác nhá. Xe thì được trang bị gương kính chỉnh điện này. Con xe này thì nó có cả hệ thống chống trơn trượt, rồi hệ thống cửa hành ngang dốc các bác nhá. Xe đã được trang bị màn hình rồi, các bác nhá, màn hình rồi chúng ta đi có thể giải trí xe rất là tuyệt vời. Xe thì được trang bị một ghế màu kem, trần lý nguyên bản luôn, vẫn nguyên các bác nhá. Xe về sẵn đi thôi, điều hòa mát, máy móc ok. À, chiếc xe này được ghế chỉnh điện luôn các bác nhé, này ghế chỉnh điện lên xuống này, rồi chỉnh điện bốn hướng luôn. Tiếp tục thì em cho các bác xem về cái phần đằng sau. Một chiếc Captiva thì các bác không còn lạ lẫm gì nữa rồi, chính vậy mà em quay nhanh thôi, sơ qua cho các bác để các bác tóm tắt được dễ hơn. Và các bác nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại mà em ghi trên màn hình các bác nhé. Em vừa rồi em quay một số cái video thì tầm một phút, hơn một phút em mới báo giá. Thì một số các bác vào bình luận là sao anh không báo giá, hoặc là một số các bác có cái hơi một chút tiêu cực là nói không được vui. Nhưng các bác thông cảm là em cũng muốn là cho các bác xem qua một vòng xe đã thì em mới báo giá. Còn nếu các bác muốn báo giá em báo ngay được mà. Vì con giá con xe thì nó không thể giấu được. Các bác nhé, không thể giấu được. Xe là con giá nào nó có giá rồi, không thể giấu được. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 230 triệu đồng các bác nhé. Đời 2008 tư nhân. Chiếc này thì bao cho bác không lỗi nhá. Xe máy móc chạy rất ngon, bảy ghế luôn. Chiếc xe này là đang đúc theo xe, lốp thì nó cũng hơi mòn một chút các nhá, hơi mòn một chút rồi. Có sao thì nói vậy thôi, chứ không thể nói nó mòn mà nói tốt được. Và keo chỉ thì em bao zin cho các bác luôn. Xe này gần như keo chỉ còn zin luôn, tức là nó không bị đâm đụng hay là va chạm lặng các bác nhá. Đấy, xe còn khá là sạch sẽ, ghế thì cũng còn khá mới đây. Về màn hình đầy đủ rồi các nhá. Con này thì điều hòa tự động luôn, điều hòa auto tự động luôn, thế là đi rất là tiện lợi. À, vâng, một chiếc Captiva thì bên em đang bán với giá là 230 triệu đồng nhé các bác nhé. Các bác nào cũng nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại mà em ghi trên màn hình rồi. Cái chiếc xe Captiva thì em quay xa cho các bác xem thì cái form dáng nó rất là đẹp. Đấy, form dáng rất đẹp luôn. Từ về đèn nó được độ đèn nó cũng có đèn bi salon rồi, rất là sáng và gầm cao mấy thoáng. Xe thì form dáng rất là đẹp luôn nhá. À, vâng, các bác nào đã xem kênh của em thì cũng không quên đăng ký kênh để ủng hộ em một chút. Và các bác hãy không quên cho em một nút like, cũng như là đăng bấm một nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho các bác. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại.